Đấy, chuẩn đấy. Vâng, đấy được rồi. Đấy. Xong ăn là phải thể Anh phải hiện. bỏ ra ngoài. Cái này gọi là cái gì Cương? Cái món này gọi là takoyaki. À, cái này là okonomi, okonomi sauce. Đấy, đúng thủ tục kìa. Khổ ở Osaka lâu lắm rồi, giờ mới biết món này của Osaka. Anh đã ra Osaka đúng không? Không, công ty của anh là chính, nếu như mà chính tổng là ở Osaka đấy. Tổng Osaka Nam Bà đấy. Giờ về nhập hộ khẩu Osaka. Center là ở Nara thôi. Anh Tuyến toàn làm về ấy à, toàn làm về Trần Giáo. Bóng cự Asiwa. Ừ, đúng. Bóng cự đúng không? Hay quá, bà ông bà nói quá cự mình làm sao hiểu được. Giá tiếp ấy. Giá tiếp cái này. Ở Việt Nam nhiều mà. Đông biển. Hoa cơ. Đấy kiểu Việt Nam hay dùng ấy. Giá tiếp ấy, giá tiếp. Ở Việt Nam mình gọi là giá tiếp ấy. Hai cung trong hai chéo này đấy. Chứ còn đây. Bên anh nó vẫn dùng một từ nhìn hoa cơ có đẹp không em? Cũng đẹp đẹp. Đúng chưa? Chưa món này mà. Đủ rồi. Chuẩn bị ăn. Tuyệt vời, tuyệt vời đúng không anh? Đúng, đúng kiểu Nhật là nó ăn nó vẫn phải cả cái xong bắt đầu nó ăn. Ơ chứ, ơ chứ.